Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi du lịch thăm viếng thành phố Maine, Portland. Maine là một cái thành phố có chiều dài là dọc quanh cái thành phố Maine nó có cái chiều dài là 3.478 mile của cái bờ biển. Thì với cái lãnh thổ này đó thì mọi người có thể nhìn thấy rất là nhiều ngọn hải đăng ở các ngóc ngách lên xuống của các bờ biển trên men, và nơi cũng có rất là nhiều cái ngọn hải đăng. Tổng cộng ở thành phố men có trên khoảng 65 ngọn hải đăng. Thì đây là một cái nơi hôm nay mình dẫn mọi người đi đến một cái ngọn hải đăng mà nổi tiếng, một trong những cái nổi tiếng nhất ở thành phố Maine, Portland. Mọi người hãy tháp tùng cùng tôi ha, đi đến Portland Breakwater Lighthouse ở tại Maine. Theo sự tìm hiểu của mình về lịch sử của thành phố Portland, tiểu bang Maine, thì
Thành phố Maine là thành phố đông dân nhất và là một quận hạt của Cumberland. Thì dân số ở Portland là 66.215 người theo cái dân số năm 2019. Và vùng đô thị Greater Portland là một cái nơi sinh sống của hơn nửa triệu người và vùng đô thị lớn thứ nhất, là vùng đô thị lớn thứ 105 ở Hoa Kỳ. Thì nền kinh tế của Portland chủ yếu dựa vào ngành dịch vụ và du lịch. Trong khu ô Port được biết đến với kiến trúc của thế kỷ thứ 19 và cuộc sống về đêm, thì ngành công nghiệp hải sản vẫn là đóng một cái vai trò quan trọng trong cái kinh tế của thành phố này. Với một cái tuyến đường thủy tích cực hỗ trợ trong việc đánh bắt và vận chuyển thương mại. Cảng Portland là cảng biển có trọng tải lớn nhất ở New England. Và mọi người thấy rằng là cái con dấu của thành phố Portland nó mô tả một cái con phượng hoàng bay lên từ cái đống tro tàn, ám chỉ đến cái sự phục hồi sau bốn trận hỏa hoạn kinh hoàng lớn nhất ở tại đây. Thì Portland được đặt tên theo cái tiếng Anh nó là Isle của Portland hay là Dorset. Thì đổi lại, thành phố Portland, Oregon được đặt theo tên của Portland, Maine. Cái ngọn hải đăng này đó nó nằm ở đằng sau của cái trường đại học Southern Maine Community College. Và khi mà mọi người đi vào trong cái parking lot thì ở đằng sau nó cũng có một cái khu để mà mọi người có thể đậu xe và đi đi bộ du ngoạn trên cái dọc cái bờ biển để ngắm cái bờ biển. Và cũng có thể nhìn thấy cái ngọn hải đăng từ xa rất rất là đẹp mọi người ơi. Mình đến đây và mình thấy rằng là đây là một cái nơi tốt để mà gia đình có thể dành một ít thời gian trong ngày hay là trong tuần để mà du ngoạn và ngắm cảnh thiên nhiên. Đồng thời mình cũng có thể nhìn thấy dọc theo cái bờ biển nè, mọi người thấy rất là nhiều tàu bè họ chạy qua cái ngọn hải đăng này. Đây cũng là một cái mặt chính cái Portland Harbor, cảng để mà đi vào trong cái họ phải đi qua cái ngọn hải đăng này thì mới vào trong cái cảng Portland được. Rất là nhiều người đến để mà thăm viếng cái khu này. Hôm nay mình đi thì thời tiết rất là đẹp, trong xanh, gió không có lạnh lắm, và mát nữa. Thành ra là đây là một cái ngày rất là tốt. Mình cũng lucky mình chọn được một cái ngày này đi để mà có thể ngắm được cái cảnh biển trời trong xanh gió mát như thế này. Mọi người có thấy không? Xung quanh cái bờ biển thì trải dài một cái thảm cỏ rất là lớn rộng, và mình đi ngang qua cái thảm cỏ đó để đến cái port là cái lighthouse xa xa mọi người có thể nhìn thấy ha. Cái lighthouse thì mình cũng có thể đi qua cái cầu chống sóng, cái cầu mà họ kết nối giữa cái lighthouse với cái ngọn hải đăng với đất liền. Mọi người hãy cùng tôi để mà đi dọc theo cái cầu này nhé, để xem coi nó như thế nào. Thank you.
Cái ngọn hải đăng này á đã được chính phủ xây dựng vào năm 1897 sau khi có nhiều tàu bị mắc cạn trên Spring Point Lake. So, quốc hội lúc đầu họ phân bổ là khoảng 20.000 đô la để xây dựng cái lighthouse này. Nhưng mà tới khi hoàn tất thì tổng chi phí là tăng lên là tới 45.000 đô la. Vì trong cái thời gian mà xây dựng thì có rất là nhiều bão và cái chất lượng xi măng nó không có được tốt lắm nên họ phải làm lại nhiều lần hay là bổ bổ sung thêm, thành ra là cái chi phí nó tăng lên tới 45.000. Thì cái ngọn hải đăng này được thắp sáng lần đầu tiên vào ngày 24 tây tháng 5 năm 1897. Và sau đó những cái cải tiến đã được thực hiện cho cái ngọn hải đăng này trong suốt cái thế kỷ 20. Nó được điện khí hóa vào năm 1934 và vào năm 1951. Họ làm một cái con đê chắn sóng dài 900 foot và làm từ 50.000 tấn đá granite để mà kết nối cái ngọn hải đăng với đất liền. Và cái lúc đầu á thì cái ngọn hải đăng này nó thuộc cái sở hữu và điều hành của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ. Nhưng mà đến vào ngày 28 tây tháng 4 năm 1998 á thì họ chuyển giao qua cái quyền sở hữu cái ngọn hải đăng này cho cái Spring Point Lake Light Trust vào năm 1999, ngày 22 tây tháng 5 năm 1999. Và cũng vào trong ngày đó thì cái Spring Point Lake Line này đã được mở cửa cho công chúng lần đầu tiên. Thì nơi đây mọi người sẽ thấy là một cái địa điểm rất là phổ biến và có rất là nhiều gia đình đến để mà du ngoạn và đi cắm thuyền, ngắm thiền cảnh trên cái đê chống sóng này. Thì mọi người cũng có thể đi ra ngoài đó để mà bắt cá và xem cái cảnh đẹp. Hãy
Thank you.
đi dọc quanh cái bờ biển này đó mọi người. Mình thấy có một cái bờ thành giống như là một cái pháo đài để mà bảo vệ cái vùng biển này. Thấy không? Xây được rất là kiên cố. Và có những cái cửa sổ thì mình nghĩ rằng hồi xưa chắc những cái cửa sổ này dùng để họ bỏ những cái khẩu súng hay gì đó. Mọi người có thể nhìn xuống và thấy được phía trái đi ra gì bên cái bên hông này nè, thì mình nhắm được góc của cái bờ biển bên hông của bên phía này, quan cảnh rất là đẹp. Xa xa thì mọi người thấy có những cái hòn đảo phía xa và họ xây cái gì, cái tường thành nhìn rất là kiên cố. Mọi người có nhìn thấy xa được không? Những cái hòn đảo rất là đẹp. Hy vọng rằng cái video này mình chia sẻ với mọi người cái góc cảnh hôm nay đi thăm cái nơi tốt đẹp xem nhé. Và xin nhớ bấm subscribe cái channel của mình để nhận cái video kế tiếp nhé. Và nếu mà mọi người đã bấm rồi thì cảm ơn nhiều, và hẹn gặp mọi người vào trong cái video kế tiếp.